Hello, xin chào các bạn. Hiện tại mình đang ở chi nhánh 10 hệ thống xe máy nhập khẩu.com ngay tại vòng xoay An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Rồi, và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn về dòng xe Exciter 155 VVA phiên bản 2022, những cái màu sắc mới ha. Đây là những cái màu sắc của phiên bản giới hạn. Thì ở cái thời điểm cận Tết này á, về dòng xe Exciter thì nó cũng hạ giá so với cái điểm trước đây, thì cũng tương đối cũng khá là nhiều. Và dòng Exciter là một trong những dòng xe công tay mà giữ giá tốt nhất tính đến thời điểm hiện tại. Cụ thể thì mình sẽ báo giá trước cho các bạn ha. Ở đây thì mình phải cưng 4 chiếc ha. Một chiếc bên kia là chiếc mở kinh nha các bạn nha, mở kinh. Rồi, chiếc kế bên là chiếc Exciter RC, chiếc 150. Còn hai chiếc bên này là hai chiếc phiên bản giới hạn của Exciter 155 VVA đời 2022 màu sắc mới nha. Đó, thì mình sẽ cập nhật giá cho bạn luôn. Đối với phiên bản tiêu chuẩn 155 nha, mức giá hiện tại là 44 triệu. Còn đối với phiên bản mà cao cấp ARC có sử dụng khóa thông minh đó thì là 47 triệu. Còn đối với cái phiên bản mà màu xanh GB, mức giá là cũng là 47 triệu luôn, nó sẽ đồng giá với phiên bản cao cấp các bạn nha. Rồi tiếp đến là cái phiên bản giới hạn. Giới hạn là các bạn là những cái màu sắc mình đang quay cho bạn xem nè, là tổng cộng có 4 màu. Màu xanh như thế này, màu xám như thế này, màu bạc và màu đen. Với mức giá hiện tại là 48 triệu. Và cuối cùng là cái phiên bản Sporter màu đen xanh á, giá cũng là 48 triệu luôn. Thì giá này so với cái thời điểm mà trước đây mình đã quay cho bạn xem á, thì nó giảm đâu đó khoảng từ 1 đến 2 triệu. Đó, giá đã có VT rồi, chưa bao gồm chi phí lăn bánh các bạn nha. Thì đối với những bạn nào mua xe tự làm biển số thì các bạn sẽ mua với mức giá mà mình vừa báo cho các bạn. Đó. Còn các bạn nào mà không có thời gian làm biển số thì các bạn có thể để bên cửa hàng làm biển số dùm cho các bạn cũng được. Thì nếu mà ra biển số huyện đối với dòng xe này thì tầm khoảng 2 triệu đến 3 triệu thôi. Ngoài ra thì trong cái thời điểm Tết này thì bên mình vẫn có hỗ trợ cho các bạn những cái chương trình trả góp đối với dòng xe Exciter này. Thì các bạn chỉ cần trả trước thấp nhất là 10% giá trị xe. Ví dụ như chiếc này hiện tại là 48 triệu đúng không? Các bạn trả trước cho mình trong đó khoảng 5 triệu thôi là các bạn sẽ làm hồ sơ được rồi. Còn những bạn nào muốn mua xe mà trả góp mà nhận luôn cặp và gốc á, thì các bạn trả trước cho mình đâu đó khoảng 24 triệu, tức là 50% giá trị xe là các bạn sẽ nhận luôn cặp và gốc nha. Còn những bạn nào mà trả dưới 50% giá trị xe là chỉ nhận cặp và photo thôi. Rồi, thì đối với cái dòng xe công tay 150 hiện tại thì đang có hai dòng, một dòng là dòng Exciter 155 hoặc là Exciter 150 hoặc là dòng xe WinX ha. WinX hiện tại thì giá đang hạ đi rất là nhiều luôn, và WinX là một trong những dòng xe mà nhiều bạn đánh giá là giữ giá không có tốt bằng so với dòng xe Exciter. Exciter thì giữ giá tốt hơn, nhưng mà giữa hai dòng xe này thì về sự lựa chọn thì đó là tùy theo sở thích của mỗi người thôi, tùy theo nhu cầu của mỗi người thì sẽ đưa ra một cái lựa chọn là sẽ khác nhau. Ở đây thì mình không khuyên các bạn mua WinX hay là không khuyên các bạn mua Exciter gì hết. Nói chung thì giữa hai dòng xe này nó có sự trải nghiệm thì nó cũng gọi là nó cũng sẽ có sự chênh lệch về sự trải nghiệm, nên là sự quyết định, sự lựa chọn thì do các bạn thôi. Ở đây mình sẽ cập nhật giá cho các bạn để cho các bạn có thể là so sánh giữa hai dòng xe này chúng ta nên chọn dòng xe nào. Ở trên đây thì mình sẽ có trưng máy màu sắc của phiên bản WinX nè. Sẵn đây thì mình sẽ cập nhật giá WinX cho các bạn luôn để cho các bạn dễ dàng mình tự so sánh và tự đưa ra sự lựa chọn cho mình ha. Thì đối với dòng xe WinX hiện tại á, về cái phiên bản tiêu chuẩn á, mức giá hiện tại là chỉ có 34.500.000 thôi, và phiên bản đặc biệt là 35 triệu, cũng như là cái phiên bản mà thể thao mà HRC mà đời 2022 anh cũng là 35 triệu luôn. Riêng đối với cái màu 2023 của phiên bản thể thao HRC nó sẽ là 36 triệu. Giá mình báo cho bạn đã có VT rồi, chưa bao gồm chi phí lăn bánh ha. Đây, WinX thì được một cái thì có trang bị thêm cái phanh ABS. Đó, về cổng sạc, về những cái dây sơn cao cấp hết cao su này kia thì giữa hai dòng xe này là đều được trang bị như nhau cả ha, hoặc là những cái mặt đồng hồ full LCD đồ. WinX thì nó hơn nha, một cái là được cái phanh ABS. Còn đối với dòng xe Exciter này thì được cái thì động cơ nó ok hơn, có van biến thiên VVA. Nói chung thì tùy theo sở thích của mọi người thôi ha. Ở đây thì mình có trưng chiếc mở kinh nè, mở kinh phiên bản kỷ niệm
60 năm, kỷ niệm 60 năm các bạn nha, tham gia cái chương trình MotoGP. Đấy. Còn chiếc này là chiếc 150 đời 2020, màu đỏ nhám, 20 mình vẫn còn xe luôn. Đấy. Ở thị trường Indo thì nó là mệt kinh, còn thị trường Việt Nam mình nó là Exciter. Hôm bữa thì mình có quay cho bạn xem là những cái màu sắc của phiên bản giới hạn. Thì ở đây thì mình chỉ có trưng được có hai màu thôi. Những màu sắc khác thì mình vẫn có ha. Thì các bạn mà yêu thích những cái màu sắc khác, màu đen hoặc là màu bạc á, thì các bạn cứ liên hệ với bên mình, thì bên mình sẽ tư vấn cho các bạn. Về kiểu dáng của dòng xe Exciter thì được cái thì kiểu dáng nhìn rất là hàm hố các bạn nha. Nhìn cũng tương đối nó khá là ngầu ha. Kiểu nó chắc chơi á. Đây. Rồi. Về hàng mặt nạ trước thì dạng như hình là chữ V, nhìn cũng khá là bắt mắt luôn, nhiều những cái đường nét. Nhiều những cái đường rãnh mang lại cho cảm giác mình nó ngầu hơn và nó nhìn nó thể thao hơn. Chiếc màu xám đen này nhìn cũng khá là đẹp nha các bạn nha. Với cái tem xe màu sắc mới này nhìn nó rất là ok luôn. Thêm cặp mâm màu vàng nè, màu vàng nhã quang nè. Đây. Xi nhan thì vẫn còn sử dụng các bóng đèn halogen các bạn nha, chưa được trang bị LED. Mức tiêu thụ nhiên liệu là 2,09 lít trên 100 cây số ha. Nó sẽ tiêu thụ cao hơn là so với dòng xe Exciter. Ấy so với dòng xe Winnis ha. Tại vì động cơ của thằng 155 này nó chạy nó ok hơn nhiều. Cái gọi là cái công nghệ nó tiên tiến hơn một tí so với dòng xe Winner. Rồi. Nói chung thì theo cái sở thích của mọi người thôi, cũng như là cái nhu cầu và kinh tế của các bạn thì các bạn hãy lựa chọn cho nó phù hợp với nhu cầu và kinh tế của mình. Đấy. Tại vì giá cả giữa hai dòng xe này nó chênh lệch nhau cũng tương đối cũng khá là nhiều các bạn. Nên là các bạn có thể là cân nhắc. Nói chung thì các bạn nào mà đã sử dụng quen kiểu dáng của dòng xe Exciter rồi, hoặc là đã từng chạy dòng xe Exciter đã từng quen rồi, thì mắc bao nhiêu thì mình cũng phải mua thôi. Nếu mà mình không thích những dòng xe kiểu dáng của Winnis thì nhìn mẫu mã nó kiểu như là nó thanh lịch các bạn, kiểu như nó cũng thể thao nhưng mà kiểu nó không có ngầu bằng so với Exciter. Và phần về tem xe của Winnis thì nó cũng không đẹp bằng so với dòng xe Exciter nữa. Màu sắc của nó thì nó phối màu thì nó mình đánh giá thì không cao bằng so với Exciter. Exciter thì được cái là phối màu sắc rồi thiết kế tem xe này kia rồi thì nó cũng khá là bắt mắt hơn rất là nhiều. Tại vì kiểu dáng của Exciter từ trước đến nay rồi rất là đẹp luôn các bạn. Và giữ giá cực kỳ tốt ha, giữ giá cực kỳ tốt luôn. Phải công nhận một điều là dòng xe Exciter giữ giá rất là tốt. Nó không giống như Winnis thì nó nhanh hạ giá. Lúc mà mới ra Winnis thì tầm khoảng 50 triệu. Bây giờ giá chỉ còn có ba mấy triệu thôi. Có 35 triệu cho một chiếc xe. Còn ông này ngày xưa mới ra cũng năm mấy, năm 2, năm 3. Bây giờ cũng còn 40 mấy là mà giữ giá cực kỳ tốt. Đấy. Thì đối với hai dòng xe này thì giá cả thì mình cũng có cập nhật cho các bạn rồi. Thì các bạn nào quan tâm thì bạn cứ liên hệ với số điện thoại của bên mình ha, mình để trên cái màn hình thì các bạn sẽ tư vấn cho các bạn ha. Thì về cái chương trình trả góp nè, cũng như là giá cả lăn bánh đó. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Mình xin cảm ơn.